ra cái âm tính thì mình sẽ không kết luận được, hiểu không? Mình sẽ không nói là thầy nhiễm không nhiễm gì hết á, nha. Yeah. Và yêu cầu đi làm test cắt đi về cái biển đó mà, hiểu không? Rồi cái thứ hai là test hơi thở. Test hơi thở là gì? Test hơi thở là mình sẽ cho bệnh nhân uống ure, và ure này được cái phóng xạ T3, T4. Và chính vì cái dính tới phóng xạ thành ra người ta nghiêm mình đó. Mặc dù FDA nó nói là các cái test này rất an toàn, nhưng mà các em nên tránh dùng cho các đối tượng có nguy cơ cao, nhất là phụ nữ có thai. Bởi vì người ta có thai cũng không dám chắc là nó sinh ra cái gì đâu. Em lỡ em chỉ định cho xong mà chừng nữa sinh ra nó 2-3 cái đầu bên thì người ta cũng đưa đến cho em nuôi á. Bởi vì vô tình mình đang đọc biết là cái này có phóng xạ, bác đi cho em uống mà giờ em thành ra quái thai rồi thì tôi dùng đi, không? Thành ra đối với phụ nữ thì nguy cơ cao, ai biết được sinh ra cái gì. Thành ra đừng bao giờ thấy phụ nữ mà đi chỉ định để test hơi thở cho người ta, không? Chỉ định nó trước kia đó mình gặp một bệnh nhân rồi người ta cũng được bác sĩ chỉ định, sau đó là bắt đầu người ta phát hiện người ta có thai thì sau đó biết sao chạy lời hỏi tôi có sao không, thì nói là không biết nữa. Cũng không dám chắc nữa, nhưng chắc không đến nổi gì đâu. Nhưng mà cuối cùng đây cho đi một điều hòa không nguyện, bởi vì ta không dám để. Em thấy không, rất là khổ vậy đó. Thành ra đối với phụ nữ á, thì khi mà người ta đi đến mà mình muốn cho cái test này thì mình nên cân nhắc là nó có thể có thai hay không. Có thể là chưa có thì mình hay thì sao báo em dễ tin rồi đấy, thấy không? Thành ra mình cũng hay đáng sợ cho đó nha. Thì nói chung thì FDA nó là an toàn lắm, nhưng ai biết được, phải không? Đó, thành ra mình cũng ai rất cân nhắc. Như vậy đó thì khi mà người ta cho dân uống ure gắn phóng xạ, mình biết giống như này mình nói đó, trong khi uống vào, nếu mà không có vi trùng thì cái ure nó sẽ thải ra đường tiểu. Nhưng mà nếu có vi trùng thì HP nó có urea, nó sẽ phân hủy ure, tạo thành NH3 và H2CO3 nó tách thành CO2, H2O và CO2 này C chính là các phóng xạ. Nó sẽ được đi lên theo máu lên thở ra và ta sẽ lấy cái hơi thở đó để tìm phóng xạ. Và nếu dương tính, nếu là có phóng xạ là có dương tính, và nếu không thì ta chỉ học. Hiểu cái này không? Và cái này chính vì vậy mà nó đắp tay dùng bởi vì nó dính tới phóng xạ. Và mình có hai loại C13 và C14 gọi là tốt. Hai loại này gọi là tốt. Đó, thì như vậy là loại C13 tốt hơn, bị nó diễn xạ hơn. Và thường nó sẽ đắt tiền hơn cái máy C14. Thành ra chú ý đó, thành ra những nơi mà làm C13 giá sẽ cao đó, còn chỗ nào làm C14 giá thấp thì nó rẻ hơn nha. Rồi, cái thứ ba khác như trong hôm nãy nói rồi, mình lấy phân đi thử và nó tìm. Tại vì nãy mình biết là chị Trục có thể đi xuống đo. Rồi, thành ra là cái test phân này là thiệt rất khỏe, ai cũng lấy được. Mấy em bé cũng được đó, bây giờ mấy em bé nhỏ 2-3 tuổi ra kêu con uống cái này đi là uống cái ure đó, nhớ là ure nhưng mang nước tiểu nha. Ure nó hỏi nó uống gì, đây nó uống nước tiểu chết không. Thì như vậy đó mình chú ý là em bé nhỏ thì em kêu nó uống thì chừng kêu con nổi đi nó nổi em làm đó mình đắm nó khóc ngùn ngùn vầy lên đâu còn biết nào đâu ra hết rồi đâu mà ra là nhiều khi có vậy đó, nhưng mà không thì bà mẹ lấy thì nó tương tự để phát hiện rất là khỏe. Thành ra bây giờ nếu mà cái test này mà nó chuẩn xác á là cái chiếc test này ai cũng thích. Quyết tâm bị động lưu kim á, trời ơi, nó phải tự nhiên đâu, đúng không? Thành ra cái này là người ta rất là thích nếu mà người ta chỉ tìm HP. Và mình nhớ là nếu bệnh nhân không có chịu chứng báo động nha. Còn nếu bệnh nhân có chịu chứng báo động thì mình khuyên bệnh nhân phải đi nội soi và làm các test cộng lực. Được chưa? Thì cái test cộng lực đầu tiên đó chính là test urea nhanh. Còn đo test là tên của một cái chế phẩm mà hiện giờ Việt Nam mình không có lưu hành nữa, nhưng mà bác sĩ thì ai cũng quen chữ lo tét, người ta đọc làm gì vậy làm lo tét, tôi lâu lâu cũng quen đọc lo tét, nhưng mà mình đang quảng cáo cho nó nhưng có điều là chẳng bán được gì đâu, bởi vì cái mẫu của Việt Nam mình hiện giờ nó chỉ bán gần 10.000 một mẫu, trong khi các cái miếng lo tét này nó bán rẻ thôi, chỉ có khoảng $4 một miếng thôi đó, mà mình bán có 10.000 thôi, người ta như mình bán tài hàng Việt Nam thôi. Đó, ngay cả trên khắp viện không biết nó có dám xài lo test tiếng hãng không nữa. Đó, thành ra mình không lo lắm. Đọc lo test thôi, chứ còn mẫu Việt Nam thôi.
nha. Thành ra có nhiều người làm đề tài viết mẫu Việt Nam, biết em đang là mẫu là bé của người đó, không tới chừng mà đi tạm biệt mới gặp ra là không cho đăng, bởi vì chiếc lá chiếc giống dùng mẫu Việt Nam đi học nhập không. Rồi như vậy đó thì khi nội soi người ta sẽ bấm một miếng mô trong dạ dày, mà thường tâm viên nên bấm hai miếng ở dạ dày gồm thang vị và phân vị để tăng tỷ lệ dương tính lên. Bởi vì nhất là khi mà mình sang các tầng điều trị thì vi trùng nó có thể lan man tùm lum, chứ không phải một chỗ hai vị là chủ yếu đâu. Thì khi mình bấm như vậy mình sẽ đưa vào trong cái mẫu, đó là cái mẫu lo test đó. Viết lo test là tại vì đây là mẫu lo test, hiện có chữ lo test trên mẫu nghe, nhìn thấy chưa? Thì cái mẫu này đầu tiên nó có màu vàng là mẫu bên dưới đó, đó nhìn thấy chưa? Đây nè, đầu tiên là mẫu nó vậy nè, nó vàng mè vậy nè đó. Thì trong đây là gì? Đây là một cái miếng nhựa, nhìn thấy miếng nhựa chưa? Đó thì đây nó có cái chiến nhỏ, trong đây là bỏ cái gì? Đây bỏ thật là rau câu á, nhưng mà mình không có ăn cái này đâu. Thì trong khi người ta nội soi ta bấm miếng mô trong dạ dày một hai miếng nha, đó đầu tiên ta nhét vô trong đây, biết tao này có cái giấy nè, ta gỡ lên ta đã nhét vô trong đây. Nếu mà mình để gì hoài mà nó vàng nghè hoài thì nó là âm tính, còn nếu như nó đổi màu qua màu đỏ thì gọi là dương tính, hiểu cái này không? Thì cơ chế tại vì tức là người ta để vô đây là trong đây nó để ure và các chi tiền màu, thì khi mình nhét vô đây mà nếu không có vi trùng thì không đổi màu, nhưng có vi trùng thì có mang urea, urea sẽ phân hủy ure để tạo ra gì? NH3. Ở đây mình quan tâm NH3 thôi, còn bên cái nét cơ sở mình quan tâm gì? CO2, đúng không? Bên đây là NH3, bởi vì sao? NH3 nó là chất kiềm và nó sẽ chuyển màu, chuyển đi màu từ màu vàng thành màu đỏ, và đâu mình sẽ đọc là dương tính. Như vậy thì khi nào nó đổi dương tính thì mình đọc, ví dụ như mình để vô 5 phút sau cái dương mình đã là dương tính sau 5 phút, còn 10 phút mình đã là dương tính sau 10 phút. Và hiện giờ thì người ta đọc sau 1 giờ, nếu sau 1 giờ nó không đổi màu nó là âm tính sau 60 phút. Thì cái này nó cũng thay đổi, ví dụ tôi biết là hiện giờ một số bệnh viện tại Hồ Chí Minh nó đọc sau 2 giờ cơ. Còn ngày xưa lúc mà tôi làm nội soi đầu tiên là tại Cần Thơ á, là năm 93 đó, là lúc đó em biết là bao lâu mới chạy kết quả không? 3 giờ. Thế là sau khi làm xong 3 giờ sau mới trả, không có trả liền đâu. Đó. Còn giờ thì người ta đã thống nhất là 1 giờ, thì các cái bệnh viện nó dùng mình là 1 giờ là trả kết quả. Nếu dương mình ghi dương, còn nếu âm mình ghi là âm tính sau 60 phút. Như vậy thì nếu nó dương càng nhanh là những dương trùng càng nhiều, hiểu không? Đó. Như vậy đó nha, thì mình để ý là cái miếng lo test nhập này nó mới ra màu đỏ, nhập thì mới ra màu đỏ nha. Còn mẫu của Việt Nam là mẫu nào, nhìn thấy chưa? Đây mẫu của Việt Nam là mẫu dưới này đây, đây 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 nha, mình có hai mẫu nào nha, hoặc là cái mẫu phía trên này đây, hai cái tiếp đó là của Việt Nam mình hiện giờ đó, còn bên kia là nhập nhé. Hiểu chưa? Đó. Và cái mẫu Việt Nam thì nó không ra màu đỏ, mà nó ra màu hồng hoặc là màu cánh sen. Thành ra nếu mà nói là mẫu test ra nhanh của Việt Nam, mẫu chuyển màu gì thì dương tính thì là màu đỏ không thiệt. Dương tính là lo test chính hãng cơ, nó màu đỏ, còn Việt Nam ra màu dưới đó. Hiểu không? Và điều đó em thấy dễ dàng biết nếu em có đi đến một tội đâu ngó một cái. Được chưa? Ví dụ bữa nào đi nhìn giường mình đẹp, nó lo cho em coi mẫu lo test coi đây nào dung đâu nên là nhìn này đó, mình cho biết là còn không trả lời bắt á nha. Rồi đây là triệu chứng báo động, nếu mình chưa có triệu chứng báo động thì làm ơn cho nội soi đi, đừng có làm test ura nha, đừng có làm test hơi thở dùm cái, mặc dù test hơi thở và test ura nhanh khi nội soi là tìm HP cái độ chính xác tương đương, hiểu không? Đó, nhưng mà đã có yếu tố động thì phải đi nội soi cái gì để tìm cái đúng luôn. Ví dụ mình nhân hút nhẹ là cái chuyện nó bị u thực quản, đó nó thiếu máu thì cái chuyện nó có lét có u nó mới làm thiếu máu. Nó trụng tâm cũng vậy, một người tự nhiên trụng tâm nó mới có chuyện bị ung thư á. Yeah. Rồi biểu hiện chảy máu tiêu quá thì mấy nội soi đi ra tiêu quá mà đi tìm HP điều trị cái gì lúc đó, nôn kéo dài, nôn thức cũ là gì, nó là hẹp
chưa? Đó. Rồi có u đương nhiên phải kiểm tra cha nội soi rồi. Rồi mới cho bác là tuổi trên 40. Em có đau dạ dày chưa? Đau chưa? Đứa nào cũng đau coi chừng đó. Bởi vì tới năm 40 tuổi lúc đó mình mới đau thì ta coi chừng mình bị u dạ dày. Mình đang phải đau thì từ bây giờ càng mấy tuổi phải đau đi. Để tới 40 mình có lỡ đau nữa thì mình không ung thư. Mà những đứa mà không đau tới năm 40 tự nhiên hai đau tử rồi đi coi sâu liền, tại vì có thể nó đã có ung trong đó rồi. Thấy sợ chưa? Mình đâu bây giờ mới đi sâu liền coi mình có bị u không? Mình thấy không? Mình đang người ta đưa ra cái tự nhiên ta đưa đâu mà bao nhiêu năm mình đau quan sát, hiểu không? Thành ra bây giờ mình phải câu mình đau chưa? Đau chưa? Thấy đau được chưa? Thì đầu đầu ngày mai đăng ký mình đau lắm, dài dài trong lỗ này. Rồi á, thành ra mình để ý chỗ đó đó. Thành ra là người ta ghi gì mình phải để ý nghe. Rất nhiều người là sai lầm ở chỗ là gì? Người ta có tuổi đó, ta mới đau mà tự nhiên vô cho điều trị mấy tháng trời, tới chừng mà chán quá rồi cho thôi thì đem lên mãi nó ra mất cái nặng một tuần rồi. Thấy còn nghiệm người ta không? Trong khi nếu ngay từ đầu mà biết điều đó nó đi coi liền, có khi nó còn giai đoạn có thể nổ được. Thì để chờ dài tháng sau nó lan một lúc nó như căn lúc chơi đúng lắm mạng nó không làm gì được. Thì em tính là người ta đã ghi trong bài vậy đó mà em có nhớ không? Thế là dài năm nay được còn nhớ chỗ này không đó. Thì lúc đó quên mất tiêu mà. Thì ra ra người mà cho bút là chơi mà không còn nghĩ đến cái câu này đâu. Đấy không? Đó người ta nói vậy thôi chứ nhiều khi cũng chả thấy nào nhớ. Đấy không? Không nhớ đâu. Đâu, ngay cả cái vụ mà tôi giảng thì tôi nói là mình nhân uống hay cho uống rượu đo để mà dự phòng cái vụ dở bánh được bản á. Thì làm ơn trước đó đến nhiều tiên dùng là tôi đi bên trong hai trung ương tôi trả trước là nó ghi nhiều tiên trên. Rồi nói sau đó mình thay chỉnh liền một người luôn. Nó ra trường bác sĩ rồi đó. Lúc đó tôi đâu có dám la đứa nào đâu la tôi đuổi tôi đi về gần trăm. Đâu, thành ra rõ ràng học là học mà chiến vô đó liền. Đâu có coi đâu, đâu có trời. Vậy làm sao vài bữa mà đi tìm gì? Đâu, giết gì mà chắc chắn thấy nhiều tiền mà cứ cho. Đó, người hỏi cười thôi. Là cười là mai đó, không mắc, nó không biết người ta chạy đi, nó có mắc không? Đâu, không nên đó. Rồi, giờ chú ý, và cuối cùng là nếu có điều trị thì cũng khoảng vài tuần thôi, đừng kéo lại dài quá ha, cho lúc nguy hiểm. Rồi, lúc thầm đã nói rồi, các chừng thở nó rồi mấy cái hơi thở để đang uống ure nha, tao đó hỏi cho cái bóng nè, thấy không? Cái đứa thì làm test này chưa? Không ai thì làm hết. Nói là test này cũng khá đắt tiền á, ở ngoài đâu cũng tới 700 ngàn mấy cái trên 13 đó, còn bên bà Mỹ là nó tới đâu 1.4-1.8 trường mình lúc trước cũng hiện giờ 930 ngàn test. Đó, sau đó nó lấy và nó tìm ha, thì cảnh đó bắt bê cùng nhau rồi các viên trong con rồi à, mình nhớ đây nếu mà mình đi tìm mà HP nhất là các hơi thở và cái các viên trong con bằng urea thì mình chắc chắn là nhất bệnh nhân đã ngừng kháng sinh biết thuốc 4 tuần. Còn đối với BI các H2 đó thì bây giờ người ta chỉ cho chỉ cần là 1-2 tuần thôi, không cần 4 tuần. Chú ý nha, từ bác viết năm đổi lại là nó giảm cái thời gian ngưng thuốc của BI và các H2 chỉ còn 1-2 tuần thôi, mà tốt nhất là 2 tuần, nhưng mà trong sách nó là từ 1-2, hiểu không? Còn kháng sinh biết thuốc là bắt buộc phải 4 nha, nhớ ghi vô đi, nếu mà mình lên 7 đó, cái này là tại viết theo bác viết 4, còn giờ bác viết năm đã thay đổi rồi, hiểu chưa? Rồi sau khi mà mình điều trị cho bệnh nhân mình sẽ tìm lại coi nó còn HP hay không, hiểu chưa? Đó, để đánh giá nó. Giờ mình nhớ là khi nó tìm HP lại thì huyết thanh không phải là thầy cơ mà là cái test để chỉ định. Thì huyết thanh là kháng thể và người ta điều trị hết rồi mà vẫn còn kháng thể, thành ra không bao giờ chỉ định cho huyết thanh nha. Đó. Rồi bây giờ cô học mô phòng và ta lấy cái mẫu để ta gửi về giáo của mình để đọc, thì mình nhớ là khi đọc này nó hay chỗ là gì, ngoài tiền HP mà thậm chí là bệnh nhân đang uống BI gì đó mà chỉ cần nhìn được mình di động hết hết á thì nó vẫn dương tính, trong khi cái kia là nó không tiếp ngang, mình đâu có tìm được bằng các cái kia, hiểu không? Và cái chỗ mô phòng nó hay chỗ là ta đọc cho mình các cái tổn thương của tế bào học,
ví dụ như dị sản, cận sản, ung thư rồi đó, ra nhiều viêm cấp, viêm mãn đó, thành ra mình chú ý là mô học nó hay chỗ đó. Hiện giờ mô học ở trường mình làm có 350.000 mẫu thôi, đó. Nuôi cấy thì hiện giờ nuôi cấy không phải là chỉ định đầu tiên, nuôi cấy mang chỉ định đầu tiên người ta cho phép mình điều trị 2 lần bắt đầu, nếu mà thất bại nữa thì bắt đầu phải cấy chứ không cho bắt đầu lần thứ 3, đó là theo người lớn của mình nha. Còn nếu mà mấy em mà đọc mấy cái nắp gáp của Nhi là khác nha, thành ra mình bốt những cái này qua trả lời cho mình Nhi đọc nó rất nhớ đó. Thành ra mình Nhi đọc là nó đi theo cái đồng tượng nắp gáp riêng, hiểu không? Thành ra từ bây giờ mình bốt một ba Nhi đọc luôn cái bài hôm nay mà đem vào bệnh áp cho bởi là mấy thầy cô của Nhi nó nhớ người khác chịu, đừng nói này thì chăm dạy nha, rồi Nhi đọc chứ sao, hiểu không? Thành ra nên Nhi đọc nó theo cái nắp gáp, không mất mới gì mình hết. Mình là đang theo người lớn nha, nha. Và làm ơn bước từ bây giờ đi lúc này qua mình đọc cho người ta lúc đó. Em đi nhi chưa? Mừng quá. Cái câu dài bữa nay đi đọc bậy rồi đó, thầy đang dài dài. Không biết được rồi trả lời. Rồi thành ra anh Nhi cấy ha, và anh Nhi làm các cái đồ. Để từ đó người ta mới chọn ra bắt đầu cuối cùng trường nha. Được được rồi bắt đầu đó thôi. Đó, bởi vì sau đó đâu còn gì nữa đâu lắm. Thì mình nhớ là trong điều trị là nhắc nhở cái vấn đề không tuân thủ. Tại sao? Tại vì nếu không tuân thủ điều trị bệnh nhân uống không đúng thì nó sẽ hư. Ví dụ như đi ra để uống trước ăn 30 phút cho đến 1 giờ buổi sáng và chiều, tức là 2 lần một ngày với điều chuẩn, được chưa? Kháng sinh uống ngay sau ăn là bởi vì kháng sinh ngay pha để diệt khuẩn tại chỗ, chứ không phải là đi xuống ruột thấp cũng như máu mà nó chỉ còn tại chỗ trên niêm mạc dạ dày. Thành ra cái kháng sinh đó thứ nhất nó phải chịu được axit, chịu chứ mình nhận cho bia trước để cho giảm cái nồng độ axit. Cái thứ hai là gì, là cái thuốc nó phải tan ngay trong dạ dày. Chính vì vậy mà sau này những cái hãng lớn nó phải làm những cái viên thuốc để kiên trì điều trị cho HP, tức là nó làm mà vô dạ dày phải rã ra để diệt khuẩn. Còn ví dụ viên thuốc này nó là thuốc luôn phải rã cho điều trị là chắc chắn thất bại, bởi vì nó không diệt được con nào về cho lúc ruột tan ra diệt ai cái đó trong cái HP nằm trên dạ dày, hiểu không? Thế thành ra lợi dụng như bây giờ là cách dùng thuốc, tác dụng phụ khó chịu của nó như thế nào mình phải giải thích cho người ta, chứ không về khó chịu quá cái ngưng thuốc cao ngày cao khỏe lợi cái alo bác sĩ ơi về cũng thuốc lợi nghe và nghĩ luôn cái tình thương bao ngày cũng lợi là tác dụng không, đâu mình không hướng dẫn là người ta sẽ không có làm đúng. Chính vì vậy mà mình phải dành thời gian tư vấn cho bệnh nhân. Nếu như bữa nay đông bệnh quá không có nói chuyện được, dù sáng hồi mà nó 50-60 ca mà trong đây còn nói chuyện tình tan bệnh nhân nửa tiếng là thôi em đổ đầu luôn á, mấy người kia nó không vô em chạy ra không nổi. Thành ra là nếu mà đông quá thì thôi em sẽ cho người ta cái to điều trị chung thôi chứ đừng có việc HP, bởi vì khi nó bỏ cái là bỏ, thấy không? Vì sao đấy hẹn một buổi đẹp trời nào đó mà chỉ có mình và bệnh nhân không, tao đừng có nhiều người ra để giải thích cho người ta biết, tại vì HP điều trị không có gấp rút gì cả, thấy không? Em chỉ điều trị triệu chứng đi cho nó bớt đau bớt khó chịu đi, chứ bây giờ một cái người vô nó đi kiện quá trời đi kiện là nó mệt mỏi, em cho bắt đầu vô nó lập luôn, sau đó đi nhập viện tối quá trời rồi bắt đầu nhập viện rồi sau đó mới uống thuốc được kháng thuốc, em tính mệt mỏi không? Tại đó khi điều trị phải cân nhắc chứ không phải tự nhiên muốn làm gì làm đâu. Đó, đó là nên mình chú ý cái độ đó để nó thành công, còn không thì sẽ thất bại nha. Còn mình cần phải cân các yếu tố ảnh hưởng từ dạ dày đó thì mới được. Rồi cũng gần xong rồi, đây là những yếu tố liên quan đến chọn cái bắt đầu điều trị, tần suất nhiễm, tần suất ung thư, đề kháng kháng sinh, giá cả, ngân sách, tức là giá thuốc cho mắt đồng ra ngân sách để chi trả cái bảo hiểm không, bảo hiểm ở nước ngoài em thấy là không ghi đó, tại vì bảo hiểm chi trả em cho toàn thuốc mắt đâu à, tiền không trả đó, thành ra cái gì cũng phải tương đối đó, nước ngoài đọc ghi câu đó mà đó, rồi có dùng biết mức được không đó, có nội sâu có thấy